mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyển đổi số mệnh. Số mệnh con người có thể cải đổi. Người ta có thể dùng phương pháp đúng đắn để cải số và định đoạt tương lai cho mình. Tiến sĩ Liễu Phàm Triều Minh đã đem kinh nghiệm cải số thực tế của bản thân ông viết ra cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, khích lệ vô số người sau dùng phương pháp của Phật giáo để cải đổi số mệnh mình. Thông qua đó cũng đủ chứng minh mệnh tự ta lập, nhân quả báo ứng là không dối. Sau đây xin kể câu chuyện có thực chứng minh số mệnh có thể sửa đổi. Phùng Lập Khiêm là một nam nhân tài ba có tiếng tâm, đã tốt nghiệp đại học. Hồi còn đi học, anh rất ưa nghiên cứu kinh dịch, bói toán và thường dùng những kiến thức này tự xem số mệnh cho mình. Mỗi lần áp dụng thấy hết sức linh nghiệm. Vì vậy anh tin số mệnh con người đã được định sẵn. Có lần anh đến bái kiến một vị thầy kinh dịch nổi danh. Ông ta tiên đoán nhiều điều về tương lai anh, quả quyết rằng sau này cuộc hôn nhân của anh chỉ kéo dài tới 15 năm rồi sẽ ly tan, lý do phát xuất từ cô vợ. Nghe vậy Phùng rất bất an, hy vọng tìm ra cách hóa giải. Quả nhiên tất cả mọi việc đều đúng như vị thầy kia tiên đoán. Phùng thi vào viện nghiên cứu dễ dàng, rồi tốt nghiệp làm việc, sau đó liên tục được cất nhắc, cuối cùng thì treo bảng lập công ty, đạt được thành công vẻ vang. 3 năm sau anh kết hôn với một cô gái hiền thục xinh đẹp, cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, khiến cho Phùng dần dần quên hẳn lời tiên tri năm nào từng khiến cho anh lo lắng bất an. Vợ chồng chung sống đầm ấm, chớp mắt đã đến đoạn của Phùng cuối của 14 năm. Ngày nọ, vợ của Phùng đột nhiên phát hiện dưới nhũ hoa phải của nàng có một khối u nhỏ cứng to cỡ khoảng trứng gà, sưng đau khó chịu. Nàng liền đến bệnh viện kiểm tra mới hay mình bị ung thư tuyến sữa thời kỳ cuối. Bác sĩ phán rằng vợ của Phùng tối đa chỉ có thể sống 1 năm nữa thôi. Đối diện với chứng bệnh quái ác này, cả nhà rơi vào sầu thảm khôn nguôi. Lúc này Phùng mới sực nhớ đến lời tiên tri ngày xưa, thầm than đúng là định số đã an bài. Trong lúc đang ở bên bờ tuyệt vọng, Phùng tình cờ đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời của Quả Khanh. Trong đó mỗi câu chuyện đều sinh động chân thật, khiến anh cảm thấy được giáo dục sâu sắc và dần dần hiểu rõ chỉ có tin sâu nhân quả, dứt ác hành thiện, tu theo Phật Pháp mới có thể chuyển đổi số mệnh. Vợ chăm sám từ đó bắt đầu nhen nhúm hy vọng về cuộc sống mới. Nhờ bạn bè trợ giúp, anh gặp cư sĩ Quả Khanh. Thoạt nhìn sắc diện xanh nhờ của vợ Phùng, Quả Khanh dịu dàng chỉ ra những nhân ác, các tội nghiệp chất chồng trước đây nàng đã tạo. Ông khuyên nàng ăn chay, thành tâm sám hối các ác nghiệp, đúng pháp tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho tất cả chúng sinh từng bị nàng làm tổn hại. Vợ Phùng nghe xong, về nhà liền bắt đầu thực hành, do ước muốn được sống bừng lên mãnh liệt, khiến nàng chẳng dám có chút ý cao ngạo. Hàng ngày kiên trì quỳ tụng kinh Địa Tạng, lễ sám, phóng sinh, in kinh, sách thiện. Nửa năm sau, kỳ tích đã xảy ra, ác bệnh kia đã lành hẳn. Hiện giờ, Phùng và vợ đã nắm tay nhau bước vào năm thứ 16 của cuộc hôn nhân, vốn là gia đình sắp ly tan, nhờ tu học theo Phật Pháp mà chuyển đổi, biết gia đình Phật hóa, sống hạnh phúc. Kinh nghiệm thực tiễn này đích thân hai vợ chồng cùng nếm trải, khiến họ càng tin chắc rằng số mệnh nằm trong tay mình. Nếu như mỗi người có thể thâm tín nhân quả, dứt ác hành thiện, y theo lời Phật dạy, nghiêm trì giới luật, ăn chay, đúng lý đúng pháp mà tu, thì đời này không những có thể cải đổi số mệnh mà còn có thể liễu thoát sinh tử, lìa khổ được vui, khai mở trí huệ, sống thông dong tự tại. Giải thích thêm, Phật Pháp như ánh dương, những tội sát, đạo, dâm, vọng con người hàng ngày tạo cao như núi băng, mỗi ngày một tăng, sâu dày kiên cố, giống như địa ngục băng, mãi mãi lạnh lẽo khốc liệt. Chỉ người hữu duyên mới có thể nghe
và tinh thọ Phật Pháp. Biết lỗi liền sửa, hiểu rồi liền thực hành. Đây giống như vầng dương hiện lên giữa băng giá kiên cố, không bao lâu sẽ khiến băng tan thành nước, và nước này có thể làm lợi khắp vạn vật, không tranh cùng người, chẳng những giúp chúng sinh duy trì mạng sống, mà còn vì chúng sinh rửa sạch cấu uế, trở nên thanh sạch. Đây chính là căn bản người tu đạo. Ha ha ha, 问什么的说呵。